cha lên đây. Con mời cha hôm nay và giải ba của chúng ta. Giải ba là Darius Vũ. Third place is Darius Vũ. Come on up, come on up, come on up. Come on, middle. Get us. $50, third prize. All right. Here, Darius, come over here. Và các em không những được giải, được tiền lên nữa mà lại còn được medal nữa. So they also get a medal also. Good job. Xin quý vị cho em một tràng pháo tay nào. Giải nhì của chúng ta thuộc về em Jason. Second prize is Jason. And the second prize this year is $75. Dư sức tiền để mua đồ dụng cụ để mà làm đèn cho năm tới, phải không? You can make 10 lanterns next year, okay? Please, cho em một tràng pháo tay. Thank you, Jason. Và giải nhất của chúng ta hôm nay. Are you guys ready for the first place? Are you guys ready? Are you guys ready? Are you ready? Giải nhất của chúng ta là Tom. And also $100 to take home too. Good job, Tom! Xin quý vị cho Tom một tràng pháo tay. Và không những vậy, những em mà không được quà, quả thật là các em thích. Quý vị thấy là các em được lên trên đây, được cầm những cái lồng đèn của mình, được khoe, vì đây là những lồng đèn bố mẹ mình giúp mình làm nữa. Và các em cũng còn được bánh và kẹo và quà nữa. So you guys all get treats too. How's that? To make a little comment. Come on over, Darius. Yes, sir. I would like to donate these $50 to the church. Oh my gosh! Noma! What a kind-hearted individual! Thank you so much, Em. I'm gonna take that in place, and you are a wonderful gentleman. Thank you so much. So he just donated his prize money back to the church. Thank you, sir. Thank you so much, Em. Cái này là dạy con dạy cổ con thôi nè quý vị. Các em Darius nó thắng được dạy. Có gì có giải ba thôi mà nó lại donate cái tiền đó. Nó đóng góp lại cái tiền đó cho nhà thờ của chúng ta. Cảm ơn em Darius rất là nhiều. That's a pretty big heart right here. Thank you so much. And thank you all các em nha. Thank you everyone.